Mình đi tiếp đây. Thì mình đi tiếp, ở đây là chiếc Ford Ranger LS Sport, một trong những chiếc thuộc dạng hàng hiếm luôn ha. Và chiếc này của bên anh là đang, anh sẽ để cái video trên đây cho các bạn xem về chiếc này. Ở đây là chiếc Ford Territory. Thì Territory này là chiếc bản X này, 2023, và giá rất là tốt, chiếc cuối cùng luôn của 2023 luôn, đẹp ha. Còn mẫu 2024 thì bên anh đầu tháng 2 mới giao xe, thì có link bên trên luôn. Ở đây là chiếc Ford Everest Titanium màu nâu. Màu nâu hiện tại bên anh hết hàng, đặt trên đây thôi chứ có khách chốt rồi ha. Có khách chốt như này. À, màu nâu rất là đẹp. Hiện tại là Everest hai cầu này bên anh đang chỉ còn có màu đỏ cam thôi. Đây, chiếc xe tiếp theo tôi muốn nói chi tiết cho các bạn là chiếc này, Ford Ranger Raptor màu đỏ cam ha. Thì các bạn nhìn thấy màu đỏ cam của Ranger nhập Thái này. Đây là Ranger nhập Thái nha. Và đây là màu đỏ cam. À, đây là lắp ráp trong nước và đây là nhập Thái Lan. Đó, hai ông màu khác nhau hoàn toàn. Và màu này đẹp hơn ha, thích thú hơn rất nhiều. Thì đây là Ford Ranger Raptor. Thì Ranger Raptor rất nhiều phụ kiện luôn, ở trên luôn, anh đính kèm cho các bạn. Thì đây là một vị khách của anh, là chiếc xe đầu tiên ở Việt Nam luôn. Và anh đi màu xanh và lên đồ rất nhiều. Đây chiếc của bên anh. Chiếc này không lên nhiều ha. Bên anh đang gắn demo cho các bạn là một cái thành Hummer loại cũng bình thường thôi, chứ không có gì đặc biệt. Và cũng chưa có đưa nắp lên. Chiếc này bên anh không có đưa nắp lên, chỉ có XLS là đưa sẵn nắp này. Thì khi các bạn phanh lại, hệ thống đèn như này, đèn như này nó sẽ sáng. Raptor mà, đầy đủ hết rồi, không cần phải thêm gì nhiều. Ghế chiếc này thì bên anh đang để sẵn cái gập ghế này cho các bạn xem này. Đó. Thì ở Ranger thế hệ mới nó có một cách gập ghế rất là hay. Một là gập ngang xuống này, nó tạo cái mặt phẳng đúng không? Hai là gập nguyên cái phần này, úp ngược lên trên luôn, thì nó tạo một cái không gian rất là lớn. Và cái ghế đầu tiên này mình có thể ngả lưng mà chạm cái xe này luôn, nó gần chạm luôn, nó tạo ra một cái hàng ghế thứ nhất, nó tạo ra một cái giống cái giường như các bạn nghĩ. Cái này bên anh đang gắn một cái bộ trượt điện này, trượt Revo này, trượt điện nằm đây này đó, các bạn thấy nó giống dưới đây này. Đó. Cái đế của trượt điện nó nằm giữa này, nó nằm giữa hai cái này là cái đế của cái bộ trượt điện đó. Cam hành trình TSC1 đây là một cái cam nhỏ gọn. Đây các bạn xem Ranger Raptor, thì nãy anh có nói với các bạn kể cả Ranger Raptor cũng không có cái loài này, bị cắt cái loài trung tâm này luôn. Thì đa phần khách hiện tại đều gắn vô kể cả Everest luôn, cho nó sử dụng cho nó sướng. Còn Ranger Raptor này, nếu các bạn muốn bê cái bộ ghế này hoặc là cái bọc cái da theo kiểu này của Raptor về cho XLS thì đều được ha, kể cả cái vô lăng này luôn. Một số khách là, một là chuyển thành vô lăng đi cớt, hai là chuyển cái vô lăng này, bê nguyên cái vô lăng này có cái lẫy này qua XLS luôn. Xài thì chưa biết sao, nhưng mà anh thì không có hoan nghênh cái việc chuyển đổi như vậy ha, nó liên quan nặng quá, muốn lên vui thôi, đừng lên nhiều quá. Ok, đây là những chiếc xe bên anh có, và hôm nay là anh muốn giới thiệu cho các bạn hai chiếc bán đảo. Một chiếc là XLS và một chiếc là Ford Ranger Raptor. Xịn sò. Quá đẹp này. Đó. Rồi, cảm ơn team xe Ford, toàn bộ chương trình khuyến mãi. Thì hello mình anh Ford 365 tại hệ thống Sài Gòn Ford. Cảm ơn các bạn, chào các bạn nha. Chào các bạn quay lại với kênh YouTube của anh Ford 365. Hôm nay anh sẽ giới thiệu tới các bạn là chiếc Ford Ranger Raptor 2023 với động cơ EcoBoost 3.0 V6 tăng áp.